Thế giới sẽ phải sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2. Đây là lời cảnh báo mới nhất được Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong cuộc họp báo thường nhật của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ vào chiều 22 tháng 4. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện tại dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các nước châu đang có xu hướng ổn định trong nhiều ngày qua, nhưng tại nhiều khu vực khác trên thế giới, tốc độ lây lan của dịch là rất đáng lo ngại mặc dù số ca nhiễm hiện vẫn còn thấp nhưng chúng ta đang chứng kiến một xu hướng gia tăng đáng lo ngại ở châu phi châu mỹ latin và đông âu hầu hết các nước này đều mới chỉ trải qua giai đoạn đầu của đại dịch một số nước đã bị ảnh hưởng dịch từ sớm thì nay đang chứng kiến số ca nhiễm bùng lên trở lại đừng phạm sai lầm chúng ta vẫn còn một chặng đường dài virus này sẽ còn sống chung với chúng ta trong thời gian rất lâu nữa cũng trong buổi họp báo, Tổng giám đốc WHO nhắc lại các vướng mắc gần đây trong quan hệ với chính quyền Mỹ và cho biết ông hy vọng nước Mỹ sẽ sớm nối lại sự ủng hộ tài chính cho WHO vì điều đó cũng có lợi cho sự an toàn của chính nước Mỹ. Đối với các nhiệm vụ quan trọng trước mắt của WHO, giám đốc điều hành và là người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, Marion cho rằng việc điều tra rõ ràng nguồn gốc động vật của virus SARS-CoV-2 có ý nghĩa vô cùng cấp thiết vì cần phải tìm hiểu làm thế nào virus này vượt qua được rào cản về loài để lây nhiễm cho con người. Tính đến 10 giờ sáng nay, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 2,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 184.000 trường hợp đã tử vong. Dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng đến 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.